đi mình chưa đủ tầm để anh để em về. Ừ, thì nhờ. Để về nhặt rác đúng không? Không phải đủ, chưa đủ tầm mà thừa tầm. À, để em để anh về làm chủ thu mua sắt vụn. Anh thấy ở đây nhiều rác lắm. Chủ sắt vụn bây giờ biết minh nhựa chưa? À, đại gia sắt vụn luôn đấy. Rồi, đẳng cấp. Còn vẽ được không em? Trên kia có vẽ không? Có anh không? Nhưng mà chưa vẽ đúng không? Đã làm được không? Bây giờ đang múc bụi này xuống để giải phóng mặt bằng trên đấy. À, xong là sửa lại chứ à? Xong rồi đón một đội 50 người khách hàng về. Ừ. Biết bao giờ mới hết kinh nghiệp. Nghiệp gì? Bất đắc dĩ đi. Nghiệp kiếm tiền á? Nghiệp tiêu tiền hay kiếm tiền? Sửa hai bức ngày xưa ai vẽ à, chứ không phải đội mình vẽ gì. Tranh từ đây được cái đẹp.